chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục ra phần 3 những cú sốc văn hóa của mình ở Nhật. Cũng đã khá lâu từ khi mà mình ra phần 1, phần 2 và mình thấy là mọi người cũng khá là ủng hộ chuyên đề này của mình. Vì vậy nên hôm nay sẽ làm tiếp phần 3. Đầu tiên, bắt đầu phần 3 thì khi mà các bạn bị nước cục ở Nhật á thì mọi người sẽ kêu các bạn làm gì? Thường thường á, khi mà mình bị nước cục ở Việt Nam thì bà mình, mẹ mình, mọi người xung quanh sẽ bảo là hãy uống nước. Ví dụ như nữ thì uống 9 hớp, nam thì uống 7 hớp. Thì đó là phong tục ở Việt Nam. Còn ở Nhật á, thì có một chiêu chữa nước cục rất là hay và bảo đảm là hết 100% luôn. Mình đã từng thử và vô cùng chính xác. Đây là một ly nước. Các bạn hãy chuẩn bị một ly nước đầy nước giống như vậy. Hơi bị khó nhìn. Đó, các bạn thấy không? Đầy nước luôn. Sau đó thì các bạn sẽ không uống nước một cách bình thường mà phải cúi người và uống nước từ mé bên mép này. Các bạn phải cong người qua uống từ mé bên mép này. Rất là khó luôn. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Nếu như mà bạn cúi người á, uống nước vòng qua từ bên này như vậy á, thì bảo đảm là các bạn sẽ hết nước cục ngay lập tức, ngay và liền, cực kỳ hiệu quả luôn. Mình đã thử rất là thành công và rất là bất ngờ. Còn chứ không phải như mình uống chín ngậm, mà nhiều khi uống chín ngậm như vậy cũng không hết, mà theo như cái cách này á, thì nó lại hết nước cục. Các bạn nên làm thử. Rồi, cú sốc văn hóa thứ hai là sốc văn hóa tặng quà. Ở Nhật á, nói chung ban đầu khi mà mình học tiếng Nhật á, thì học trong cuốn Minano Nihongo á, thì nó dạy là khi mà tặng quà á, thì các bạn sẽ nói là Honno Kimochi desu. Nghĩa là đây chỉ là một món quà mọn thôi, không có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng thật ra đó là một món quà mà mình đã bỏ rất là nhiều tâm ý để chọn lựa. Thì trong thực tế á, cái cách nói đó, tặng quà như vậy, nó chỉ phù hợp cho những cái tình huống rất là trang trọng, dành cho những người mà cấp trên của mình hoặc là những người mà mình mang ơn họ thì mới làm như vậy. Nhưng mà thường thường ở trong cuộc sống thì có rất là nhiều dịp mình nên tặng quà cho những người xung quanh. Thì khi mà mình được những người xung quanh tặng quà thì mình để ý là họ nói những câu rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là Tsukatte kudasai. Xin bạn hãy sử dụng nó, kiểu vậy thôi. Hoặc là Yokattara tabete kudasai. Nếu như mà bạn thấy được thì hãy ăn cái này nhé. Thì thường là họ sẽ tặng những món đồ ăn hoặc là những món đồ mà rất là hữu ích cho mình sử dụng hàng ngày, chứ không phải là những món đồ to tát mà khiến cho mình nặng lòng. Họ tặng những món đồ nhỏ nhỏ thôi, rất là dễ thương. Thì mình có một số quà do người Nhật tặng ở đây. Ví dụ như tặng hộp trà. Mình lỡ một lần nói là mình rất là thích uống trà sữa, nên từ đó về sau học trò của mình chỉ tặng mình trà, không có tặng cái gì khác nữa. Tặng trà. Rồi mấy chị trong công ty á, thì tặng mình mask, mặt nạ dưỡng da. Một cái bình mặt nạ nhỏ thôi, chỉ có 3 cái mặt nạ bên trong mà rất là dễ thương, xài thử rất là tốt, sau này sẽ mua xài tiếp. Rồi tặng khăn tay. Ở một số nền văn hóa thì cho rằng tặng khăn tay là không có tốt, là chia ly. Nhưng mà ở Nhật thì họ vẫn tặng khăn tay bình thường. Mà ở Nhật á ha, hầu như người nào cũng có một cái khăn tay. Thấy nóng là thấy họ lấy ra chùi. Lúc nào luôn, nam nữ đều có một cái khăn tay. Nên mình được tặng một cái khăn rất là đẹp. Một cái khăn này rất là cầu kỳ luôn. Đẹp, thơm, mịn. Rồi, có ồ ba chẳng có một cái bác còn tặng mình đồ kẹp tóc cũng dễ thương. Nhưng mà bởi vì là ồ ba chẳng mà nên tặng cũng theo phong cách khá là trưởng thành lớn tuổi, nên nó không có hợp với mình cho lắm. Cái này để mai mốt tặng cho mẹ vậy. Tự như là cái này đối với bạn biết là cái gì luôn á. Cái này là cái nhắc bếp, cái đồ để nhắc bếp, để cho nó không bị nóng. Và cái này là hàng handmade do bà của học trò mình đan bằng tay. Rất là dễ thương, mình rất là trân trọng những cái món quà này. Đó, cái điều thứ hai mà mình muốn nói với bạn á, là cái phong tục tặng quà ở Nhật cực kỳ dễ thương luôn. Mà họ lúc nào cũng tâm niệm trong lòng là cứ đến cái dịp gì cần là phải tặng quà cho người khác. Họ lúc nào cũng mong muốn tặng quà cho người khác.
Như là đi du lịch cũng vậy, đi du lịch đó, việc đầu tiên mà người Nhật nghĩ đến đó là mua omiyage, tức là mua một cái quà lưu niệm gì đó về tặng cho mọi người. Thì thường nếu mà tặng cho nhiều người thì họ sẽ mua đồ ăn cho dễ chia, còn nếu mà tặng cho một số người đặc biệt đó, thì họ sẽ mua những cái nhỏ nhỏ linh tinh như vậy nhưng mà có ích cho người ta. Thì cái đó là cái quan điểm, cái suy nghĩ về tặng quà của họ. Còn dĩ nhiên là khi mà phải tặng quà cho sếp hay là tặng quà cho những người mà mình mang ơn thì cũng giống như theo phong cách của người Việt thôi, tức là suy nghĩ rất là kỹ, mua những món quà rất là trang trọng đàng hoàng nhưng mà vẫn nói là đây là một cái món quà mọn thôi, không có đáng giá gì đâu. Cảm xúc thứ ba của mình á là một câu chuyện rất là mắc cười. Mình đã một hai lần gì đó nghe người Nhật nói với mình á là mày ấy nha, mega nai. Thì mới học tiếng Nhật mà mê gá nai tức là không có mắt, nên mình suy nghĩ trời ơi, cái này là một câu chửi giống như là đi ra đường ở Việt Nam hay bị chửi. Bộ không có mắt hả, kiểu như vậy á. Nghe rất là bất ngờ, không hiểu mê gá nai nghĩa là gì hết. Sau đó hỏi lại á thì mới biết á là mê gá nai có nghĩa là mình cực kỳ thích một cái gì đó, một cái gì đó mà mình yêu thích vô cùng, mình bị ghiền. Thì thường thường là khi mà người Nhật thấy mình ăn đồ ngọt nè hay là uống trà sữa thì hay nói mình là mê gá nai, có nghĩa là khi mà bạn cực kỳ thích cái gì đó thì bạn thích đến nỗi mà bạn cười tít mắt á, con mắt không thấy đâu luôn á, thì người ta gọi đó là mê gá nai, tức là thích đến nỗi mà tít cả mắt luôn, không có thấy luôn con mắt, là cực kỳ thích, mê gá nai. Tiếp theo điều số 4 á, một cái điều bất ngờ là mình nghĩ là ở Nhật á là công nghệ hiện đại, mọi thứ đều phải hiện đại. Nhưng mà một cái chuyện á là khi mà các bạn thuê phòng trọ ở bên Nhật á, thì đối với những cái phòng trọ lâu năm rồi á, mà hầu như phòng trọ nào ở đây cũng khá là lâu năm. Đối với những cái phòng trọ lâu năm rồi á, nếu mà bạn xài nhiều thứ, nhiều nhiều cái thiết bị điện trong nhà á, là bạn sẽ bị cúp điện, cúp cầu dao hoài luôn. Nhà mình bị hoài luôn. Mà có những cái rất là cần kiếp, ví dụ như nó bạn không thể nào mở cùng lúc máy lạnh, nấu cơm, máy đun sôi và lò vi sóng. Bốn cái đó không có cái nào mà mở chung cùng với nhau được hết. Lúc mà mình ví dụ như vào mùa đông đúng không, trời lạnh là lạnh, mình mở máy lạnh và máy sưởi là nó chung với nhau gọi là máy điều hòa. Vào mùa đông á, khi mà nó lạnh hơn là lạnh, mình mở máy điều hòa cho ấm, thì tới giờ nấu cơm mình phải tạm tắt điều hòa, mình bật nồi cơm lên chứ không á là sẽ bị cúp điện. Rồi ví dụ như muốn nấu nước á, thì phải đợi cơm chín rồi rồi sau đó mới đi nấu nước, cực kỳ bất tiện luôn. Mình cũng không hiểu tại sao nữa, giống như là điện quá tải. Mà thật ra cái khu nhà của mình chỉ có 2 tầng thôi, có mấy nhà chứ không phải là nhiều nhà gì hết, nhưng mà rất là dễ bị quá tải điện. Ôi rất là phiền luôn. Xong rồi hả, đang nấu cơm mà mình muốn chuẩn bị đồ ăn, mình muốn bỏ đồ ăn vô lò vi sóng á, cũng không được, nó phải đợi cơm chín hoặc là tắt cơm giữa chừng rồi sử dụng lò vi sóng rồi sau đó mới mới tiếp tục nấu cơm, phiền lòng lắm. Mà không biết sao bây giờ mình mới nhớ đến để kể cho các bạn nghe. Mà không chỉ riêng mình, nhiều bạn ở những khu nhà khác cũng bị như vậy. Nhưng mà những cái khu nhà mà nó to hơn, cái kiểu mà nó mansion là gì ta, là kiểu như khu chung cư á, thì nó đỡ hơn một xíu, tức là bạn có thể xài được 2 3 thiết bị điện, xong rồi chừng nào mà xài chừng 3 4 trở lên á thì nó mới bị cúp điện, còn mình là chỉ còn xài 2 cái thôi là cũng bị cúp điện rồi. Xong rồi phải đi ra mở cầu dao lại rất là phiền. Nhưng mà những cái phòng trọ mà thế hệ mới á, những phòng trọ mà xây những năm cận đây á, thì không có bị như vậy nữa, chắc là người ta đã điều chỉnh được cái chuyện đó rồi, không có bị quá tải điện nữa. Như mình có mấy đứa nó ở nhà của mấy đứa bạn ở nhà ở Leo Palace thì không có bị cái tình huống đó, còn những cái nhà khác thì bị. Được cái thì những nhà này rẻ, còn của Leo Palace thì nó rất là mắc. Rồi, điều số 4 mà mình muốn chia sẻ với các bạn á là ở Nhật nếu mà bạn đi ở những cái khu vực mà đông người như là ga tàu điện á thì rất là có cơ hội là bạn sẽ được phát những cái khăn giấy để giới thiệu quảng bá cho cái cửa hàng hay là một cái quán ăn gì đó đang sắp mở cửa chẳng hạn, thì nó sẽ phát cho bạn một bịch khăn giấy như thế này. Thì nói chung là nó cũng thông minh lắm. Các bạn mở bịch khăn giấy ra là các bạn phải lấy cái tờ giấy này ra đầu tiên thì các bạn mới xài khăn giấy được. Vậy nên đây là một cái chiêu quảng cáo rất là phổ biến ở Nhật luôn. Mình phải lấy cái tờ giấy đi ra xem có quảng cáo gì đó, nếu mà mình thích thì mình sẽ đi mua, sau đó thì mình mới có thể tiếp tục sử dụng khăn giấy được. Thì mình nghĩ đây là một cái quảng cáo rất là thông minh. Nhưng mà gần đây á, thì mình bắt đầu để ý ra một cái chuyện cũng khiến cho mình khá là hơi buồn lòng một xíu. Nghĩa là khi mà mình đi á, người ta mà có những hôm thì mình ăn mặc trang điểm kiểu khá là giống người Nhật, không có được, không có bị phát hiện ra thì người ta đưa cho mình. Có những hôm á, mà mình mặc đồ sặc mùi Việt Nam á,
người ta nhìn vô là người ta biết không phải người Nhật á, là nói không đưa. Rất là nhiều người đi phát cái này nè, khi mà thấy người nước ngoài thì không đưa. Có thể là họ nghĩ rằng là người nước ngoài không biết tiếng Nhật, hoặc là người nước ngoài sẽ không đến những nơi này nữa, họ không đưa. Mà những cái quán ăn này, thí dụ như mình muốn thì mình vẫn đi ăn thôi chứ. Giống như là mình cũng không hiểu là phải tả sao nó nhiều người Nhật họ không dám phải giao tiếp, không có dám phải đối mặt với người nước ngoài hay sao. Cái họ đang phát, bạn sẽ cảm thấy rất là bị phân biệt đối xử khi mà một dàn người đi một hàng gì, đúng không? Bạn phát người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, tới mình cái họ dừng, cái mình đi qua, trong khi mình thì chuẩn bị tâm lý giơ tay ra để nhận rồi, thì họ lại dừng lại, họ không phát cho mình, xong mình đi qua, họ lại tiếp tục phát cho người tiếp theo. Nó khiến cho mình cảm thấy rất là bức xúc trong lòng, mặc dù là một bịch khăn giấy không có đáng là bao nhiêu hết, nhưng mà thà là mình không đi ở khu vực đó, mình đã thấy nó phát cho nhiều người rồi và đến lượt mình thì mình nghĩ là sẽ được phát, chuẩn bị giơ tay ra nhận thì lại không phát. Mà mình nghĩ là nhiều bạn ở Nhật cũng sẽ có từng có cái trải nghiệm giống như mình, tự nhiên thấy người nước ngoài thì không phát, mà không chỉ đơn giản là khăn giấy, những cái loại mà quảng cáo khác, ví dụ như chỉ đơn giản là tờ rơi thôi, tờ rơi thì mình đâu có cần làm gì, nhưng mà nhiều khi mình đi ngang, mình lịch sự, mình định lấy thì phát tới mình cái dừng. Mình thấy là cái đó có tồn tại ở Nhật, khá là buồn. Bên cạnh đó, tiện thể nói đến việc quảng cáo ngoài đường thì mình nói sang điều số 5, là ở Nhật khi mà người ta phát những cái tờ quảng cáo hoặc là những cái thông tin gì đó mà người ta phát trên đường mà bạn nhận, thì đối với ở Nhật có nghĩa là bạn phải quan tâm thì bạn mới cầm cái tờ, mới cầm cái tờ quảng cáo đó. Thì ban đầu mình không biết, có một lần á, có một cái anh nào đó, ảnh phát cái tờ mà quảng cáo tuyên truyền là chúng ta phải giúp đỡ những em nhỏ ở châu Phi. Thì mình không có, hoặc đó lúc đó mình không biết cái đó là cái gì hết, mình đang đi đường thôi. Thì ấy thấy ảnh vừa nói tiếng Nhật vừa phát thì chắc có nghĩa lẽ là ảnh nói là xin hãy giúp đỡ các em bé châu Phi gì đó mà mình không có biết. Thì mình thấy là người đi đường họ không có nhận. Thì tới mình ảnh đưa, thì mình đang đi nè, thì mình lịch sự mình giơ tay ra mình nhận. Mình vô cầm một cái thôi là lôi về, giới thiệu dài quá là dài rồi tôi tùm lum tùm la hết luôn. Xong mình nói là dạ em không biết cái này là cái gì hết đó, em xin phép được đi. Sau đó mình để ý rồi, cứ thấy mà người ta tuyên truyền quảng cáo cái gì đó mà bạn cầm cái tờ fly, tờ bướm quảng cáo đó là ngay lập tức là người ta sẽ giải thích cho bạn, giống như là bạn phải thật sự có hứng thú thì mới cầm những cái đó, còn không thì các bạn cứ lạnh lùng và vô tình bước đi. Lúc trước thì mình không có làm vậy, tại mình cảm thấy là rất là kỳ khi mà người ta lịch sự người ta phát cho mình thì mình lịch sự mình nhận hơn, nhưng mà không phải khi nào mình thật sự có hứng thú thì mình mới nhận, còn không thì cứ lạnh lùng mà bước đi thôi, chứ không này thì lại cả phiền, vừa mất thời gian của họ mà vừa phiền cho mình nữa. Điều số 6 mà mình thấy rất là bất ngờ ở Nhật là khi mà ở Việt Nam, nếu mà mình vào những cái siêu thị mua sắm và những cửa hàng mua sắm, thì khi mà mình mua đồ xong là bịch ni lông là sẽ do cửa hàng cung cấp, cửa hàng bỏ đồ vô bịch cho mình luôn. Hầu như chỗ nào cũng như vậy hết. Chỉ có ở Nhật là chắc là họ tiết kiệm hoặc là bảo vệ môi trường, nên nếu mà bạn đi chợ thì tốt nhất là bạn nên cầm sẵn bịch ni lông theo. Dĩ nhiên là cũng có những cái cửa hàng họ sẽ cho bạn bịch ni lông, nhưng mà cũng có những cửa hàng là nếu mà bạn muốn lấy bịch ni lông thì bạn phải mua. Bạn phải mua bỏ chừng khoảng 50 yên, 100 yên gì đó để mua bịch ni lông, tùy thuộc vào cái chỗ đó bạn mua là gì. Ví dụ như bạn đi những cái cửa hàng mua đồ mà đồ gia dụng trong nhà, còn phải những cái loại bịch lớn chắc như là của IKEA là bạn phải bỏ khá là nhiều tiền để mua bịch. Vì vậy nên khi mà các bạn đi chợ ở Nhật thì tốt nhất là nên cầm theo một cái bịch ni lông. Rồi hầu hết đó, ở Việt Nam là bịch, khi mà bạn đi mua sắm là người ta bỏ đồ vào trong bịch sẵn cho bạn luôn. Còn ở Nhật là thường là có một cái giỏ đồ, chỗ nào trong bịch ni lông thì người ta sẽ nhét bịch ni lông ở đó, rồi sau đó bạn cầm ra một nơi khác bạn tự bỏ đồ vào. Hoặc là người ta không cho bịch thì bạn phải tự thủ theo bịch bên mình, rồi sau đó người ta cũng đưa cho bạn giỏ đồ, bạn phải tự bỏ chứ nhân viên không có bỏ cho bạn. Kiểu như là bán đồ buffet vậy, mình phải tự làm. Còn ở Việt Nam thì hầu hết là siêu thị họ làm cho mình luôn, thì hơi bất ngờ ở chỗ đó. Tiếp theo về điều số 6 là việc đeo khẩu trang. Ở Nhật người ta đeo khẩu trang rất là nhiều, cứ bị bệnh là đeo khẩu trang. Mà ở Nhật người ta đi làm đi học rất là siêng, bị bệnh không có nghỉ làm, không có nghỉ học, nên họ chỉ đơn giản là họ đeo khẩu trang. Họ nghĩ rằng là đeo khẩu trang là sẽ chống lây nhiễm bệnh của mình cho người khác, nên bắt buộc phải đeo. Nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà bạn ra đường cũng có một số lớp trẻ rất là thích đeo khẩu trang, giống như là để che mình.
hoặc là đó là một cái loại thời trang, hoặc là nhiều khi đi ra đường không trang điểm nên mang khẩu trang, hoặc là không muốn người khác nhận ra mình. Thì ở Nhật, bởi vì cái việc mà đeo khẩu trang rất là thoải mái, thậm chí là bạn vào lớp học, bạn đi làm bạn vẫn đeo khẩu trang được, nên rất là nhiều người đeo khẩu trang riết rồi thành quen. Bên cạnh đó thì một lần mình đi dạy thêm á, rất là bất ngờ là có một bé bé trai nhỏ ở trong nhà bị bệnh sốt nhẹ thôi, nhưng mà bé vẫn mang khẩu trang để tránh lây cho những người khác trong gia đình. Bình thường như ở nhà mình á thì đi ra đường mình còn đeo khẩu trang để không lây cho người khác, chứ về nhà thì cứ tháo khẩu trang ra cho nó thoải mái ở trong nhà của mình, mà có lây ai cũng lây cho người nhà, không có đeo khẩu trang trong nhà. Nhưng mà ở Nhật á là nếu mà bệnh á là mình nên đeo khẩu trang trong nhà để không lây nhiễm cho mọi người trong gia đình. Cảm thấy khá là dễ thương. Bé nhỏ xíu à mà tự có ý thức là mình phải đeo khẩu trang để không lây cho mọi người. Điều thứ bảy mà mình sốc văn hóa ở Nhật á, là khi mà mình thấy xe cảnh sát rượt người. Một lần mình thấy xe cảnh sát đuổi theo, không biết là đuổi theo cái xe đó là phạm luật giao thông hay gì đó, mà cái xe mà phạm luật nó chạy xa mút tịt mù rồi, xe cảnh sát chạy rất là từ từ theo sau, và sau đó thì giở loa hai bên: xin mọi người nhường đường, xin mọi người nhường đường, xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn mọi người, rất là dễ thương, rất là hiền hòa luôn, mà trong khi đang đuổi theo tội phạm và rất là cẩn thận, chạy từ từ kiểu như là sợ gây tai nạn giao thông cho mọi người, và xong rồi phát loa là xin mọi người tránh đường, cực kỳ dễ thương luôn. Và không chỉ xe cảnh sát mà ngay cả xe cứu hỏa và xe cứu thương cũng như vậy. Xe cứu thương ở Việt Nam á, thì cứ òe xong rồi có thể vượt đèn đỏ, mà căn bản xe cứu thương có thể vượt đèn đỏ, nên khi mà đến đèn đỏ thì họ cứ đi thẳng thôi, không có nghĩa vụ hay là trách nhiệm phải kêu người khác nhường đường. Nhưng mà ở Nhật á, là họ sẽ có cái loa là xin mọi người nhường đường, chúng tôi là xe cứu thương, xin cảm ơn mọi người, chúng tôi rất là xin lỗi mọi người đã làm phiền mọi người, xin mọi người nhường đường. Họ đọc đi đọc lại như vậy mà xuyên suốt quãng đường, mà là người đọc chứ không phải là máy phát, nhưng mình thấy rất là cảm động trước cái sự chân thành của họ khi mà như vậy, rất là dễ thương, rất là dễ thương. Cứ nhắc đi nhắc lại từ này, rất là dễ thương. Những cái xe cồng kềnh cũng vậy, xe buýt cũng vậy. Như các bạn thấy là ở Việt Nam á, thường hay xảy ra cái kiểu tai nạn giao thông á, là khi mà xe lớn họ rẽ mà vào trong cái góc khuất, họ không có nhìn thấy người người đi xe đạp, người đi bộ hay người đi xe máy, rồi nhiều khi tông trúng người ta gây tai nạn giao thông á, rất là đáng tiếc. Thì ở Nhật á, không có, nếu mà đi quẹo những cái khúc mà khó nhìn thấy á, là lúc nào cũng có người giơ loa, trước khi họ quẹo là họ dừng lại, họ giơ loa họ báo là xe chúng tôi sắp quẹo. Xin quý khách là hãy cẩn thận, xin mọi người trên đường hãy cẩn thận, rồi lúc đó mới quẹo. Trên xe buýt cũng vậy, trên tàu điện cũng vậy, những cái khúc mà quẹo hay là những cái khúc mà gập ghềnh á là sẽ có loa phát là sắp tới chỗ đường gập ghềnh hay là sắp quẹo, quý khách hãy đứng cẩn thận, hãy vịn cẩn thận trên xe, hãy chu đáo ghê luôn. Ở Việt Nam không có vậy đâu, không biết là khi nào Việt Nam mới được như vậy nữa. Điều tiếp theo á là có một bạn hồi trước hỏi mình á là khi mà mình làm video clip và giới thiệu Tiền Yên á, thì có một bạn hỏi mình là lỡ như Tiền Yên của mình bị rách á thì có đi mua sắm được hay không. Thì lúc đó tại thời điểm đó mình không biết, nhưng mà sau này có một lần á, tiền của mình bị ướt bị vò nát thì mình mới cầm lên xài thử, thì mình mới phát hiện ra một điều á, là trừ phi mà tiền của bạn bị rách đôi thôi, còn tiền của bạn bị rách bị vò bị nhầu cỡ nào đi nữa thì họ vẫn nhận. Quy định á, là cái người mà đứng ở vị trí nhận tiền á, vị trí mà thu ngân á, là khách đưa tiền gì họ cũng phải nhận hết, và nó có sẵn một cái ngăn để nhận tiền bị lỗi, bởi vì hầu hết cái máy thu ngân á, nó đều là máy tự động, là bạn bỏ tiền vào xong rồi máy nó sẽ tự nhận coi tiền đó là bao nhiêu và thối tiền bao nhiêu luôn. Thì đối với những cái mà tiền nó bị nhầu nén á, máy không nhận được á, nó báo lỗi, thì nhân viên vẫn phải có nhiệm vụ là lấy cái tờ đó đặt vào trong cái ngăn mà tiền bị lỗi, nhưng mà vẫn sẽ thối tiền đàng hoàng cho khách. Rồi cái phần tiền đó thì cấp trên nó sẽ tính nhiệm vụ của nhân viên là nhận mọi loại tiền khách đưa, không có từ chối tiền của khách. Mình thấy cái đó rất là tốt. Điều cuối cùng mà mình muốn nói trong ngày hôm nay á, thì nó cũng thật ra không phải là sốc văn hóa, mà là một cái sốc trong cộng đồng người Việt khi mà mình vừa sang, là cái cách nói chuyện. Ví dụ như gọi sếp, gọi cấp trên á, là chồ, gọi tiền á, là man hoặc là lá. Rồi gọi một số công việc giống như là công việc thu ngân á, là regi, công việc chạy bàn, bồi bàn trong quán á, thì là hô rừ. Và mới đầu á, thì mình rất là sốc trước một lượng từ rất là nhiều như vậy, và nửa việc nửa nhận như vậy, mình không có thích ứng được. Nhưng mà mắc cười lắm, đã ở đây rồi á, thì dần dần các bạn phải xài những cái từ đó thôi, chứ bạn không còn xài những từ mà kiểu như ở Việt Nam hay xài nữa. Nên ở đây khoảng chừng 1-2 tháng mình cũng bắt đầu sẽ xài giống như cho mọi người à. Bởi vì nếu như mà mình sử dụng từ ở
ở như hồi còn ở Việt Nam thì không ai hiểu mình hết. Giống như ở Việt Nam thì cái người mà lãnh đạo mình á, thì mình gọi là sếp đúng không? Thì nếu mà bạn đi sang nhà hoàng nói ông sếp của tao thế này, ông sếp của tao thế nọ, thì không ai hiểu bạn đi nói gì hết. Xong rồi bạn phải nói là à chồ của tao thế này, chồ của tao thế nọ. Thì ở Nhật á, thì có những cái chức danh như là sacho, bucho, rồi cacho, các thể là cho, hay là dần dần á người Việt mình sử dụng xong rồi sẽ gọi là chồ. Thì ông chồ, bà chồ, sếp. Thì nó cũng khá là tương tự với từ sếp của tiếng Việt, nhưng mà khi mà sang Nhật rồi thì không xài sếp được, nên mọi người bỗng dưng xuất hiện một cái từ tiếng Việt mới để gọi sếp là chồ. Tương tự như vậy thì Reji là cách gọi của cái công việc thu ngân, bởi vì cái máy tính tiền á thì cái tên gọi của nó là cash register, chắc là vậy, lâu quá bên này. Thì chính như vậy nên cái máy đó gọi là như vậy, nên cái người mà làm ở vị trí thu ngân á thì gọi là regi. Thì riết rồi á, thí dụ như nói là ngày hôm nay tao đi phỏng vấn để làm công việc thu ngân ở Nhật á, thì nó rất là thiếu tự nhiên khi mà nói chuyện ở đây, nên phải nói là hôm nay phỏng vấn đi làm regi, thì mọi người mới hiểu là mình đang nói cái gì. Tương tự holder, holder là giống như chữ hold trong tiếng Anh vậy, H A L L holder. Thì nó là cái công việc mà chạy bàn. Mình bắt đầu học được nhiều từ khá là thú vị. Rồi ví dụ như đi phỏng vấn công việc ở Nhật á, thì là mensetsu, thì mọi người sẽ nói là đi men. Đi men là đi phỏng vấn. Hoặc là khi mà bạn đi học á, bạn muốn chuyển sang đi làm á, là shu shoku, là chuyển ra đi làm, thì mọi người sẽ nói là đi shu. Mới đầu không có biết đi men đi siêu là gì hết, xong rồi hỏi ra mới biết, rất là bất ngờ. Nhưng mà dần dần rồi cái tự nhiên cái cũng sẽ xài giống như mọi người luôn. Bỗng nhiên xuất hiện một số từ vựng mới và xài riết thành quen luôn. Như là bây giờ khi mà giới thiệu với mọi người về tiền bạc ở Nhật á, mình cũng không thể nào mà nói cái kiểu như là lương tháng này của mình á, là 90.000 yên, thì không có nói vậy. Giống như là mình có thấy nó kỳ kỳ ngượng ngượng, kỳ kỳ sao á, nên mình phải nói là lương tháng này của mình á, là 9 man, chứ không có nói 90.000 yên. Giống như cũng cũng giống như là rất là khó để nói là cái máy này mình mua 4.000 yên, mình sẽ nói là cái máy này mình mua 4 sen. Nó riết rồi cái nó thành một cái thói quen không sửa được. Vì vậy nên nhiều khi các bạn hay hỏi những cái thuật ngữ mình nói điên điên trên YouTube là gì á, thì nó là vậy đó. Xin lỗi các bạn. Video clip ngày hôm nay đến đây thôi, hy vọng là các bạn thấy nó thú vị để mình có động lực làm tiếp phần 4. Bye bye mọi người.